Không biết là anh chị các bạn cô chú mình nhìn cái quang cảnh ở đây nó có quen không nha. Đây thì mỗi khi á em quay tại cửa hàng này nè, xe cộ ở đây rất là nhiều luôn. Nhưng mà hôm nay mọi người thấy không, số lượng cực kỳ ít. Đó, ảnh bán đi hết trơn rồi mọi người. Bán rồi ảnh ship đi đồ, nói chung là cũng nhiều lắm. Đó, thì hôm nay anh em mình trở lại bên cửa hàng xe máy Lực Phạm anh chị nha. Cái cửa hàng mà nó gần với lại cái chỗ mà massage đó thì bà con biết rồi đúng không? Đó, ở đó thì bán bớt nhưng mà ở đây là những cái dòng xe mới về cực kỳ nhiều nha. Có mấy cái xe mà dọn đẹp ken cho anh em luôn nè. Mua về thì chỉ việc chạy thôi. Đó, thì anh em mình trở lại bên Lực Phạm. Lực Phạm thì với cái địa chỉ là 152 trên đoạn đường là Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương nha bà con ha. Ở đây thì về em nói sơ về hướng đường đi cho bà con dễ hiểu nha. Địa chỉ như vậy đó, nhưng mà đường đi thì hướng bên phải mình có thể đi ở tầm hơn cây số tới 2 cây đi ha, là mình có thể ra được cầu vượt Sóng Thần hay cầu vượt Linh Sơn Thủ Đức. Còn hướng ngược lại á thì mình sẽ đi về hướng của trung tâm hành chính Dĩ An, đâu đó tầm mấy trăm mét à, không có xa bà con ơi. Cũng như ra hướng của chợ Dĩ An một nha. Đó, ra dòng xe An Phú rồi là hướng đó đó. Còn giờ anh em mình vô trong gặp anh chủ cửa hàng. À, đồ cũng nhiều nè. Chào anh. Rồi, chào anh. Rồi, anh giới thiệu lại một tí xíu nha. Sau hai tuần anh em mình gặp lại nè. Rồi anh em mình báo giá cho bà con. Em chào tất cả bà con đang coi trên kênh Ngố Nguyễn nha. Cửa hàng của em là địa chỉ là 152 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương nha. Bà con cứ tham khảo giá xe, và hôm nay cửa hàng xe máy Lực Phạm mới xả cho các dòng xe cho bà con mình nha. Anh nhắc sơ qua giúp em về cái việc trả góp rồi ship xe, hay là đặc biệt hơn là bà con cũng quan tâm nhất của cái là giấy tờ đó. Bà thì, con cái ha. Thì hôm nay về trả góp đi, thì cửa hàng mình sẽ hỗ trợ cho góp cho bà con mình là 20 tuổi. Thì trả góp qua cửa hàng nha, không nợ xấu. Còn cửa hàng sẽ hỗ trợ cho bà con mình là trả giá trị dưới quyền xe 10 triệu thì trả tầm 70-80% thì bà con mình lấy xe về nha. Rồi ok hen, có mình ở đây cũng ship xe toàn quốc cho bà con được. Đúng rồi, mình ship xe toàn quốc cho bà con nha. Ví dụ như bà con ở miền Tây hay là ở ngoài Bắc thì mình đều ship được nha. Rồi còn những cái xe mà có thể là có giá trị cao cao, trung bình cao cao lên tí xíu, bà con mà muốn ra tên rút gốc vậy là anh có hỗ trợ rút gốc và ra tên được không? Dạ, em hỗ trợ cho bà con mình rút gốc ra tên về cho bà con nha. Bà con định danh hay này kia là ok hết nha. Rồi ok anh, giờ chắc là anh em mình nghĩ chắc là sẽ cập nhật từ phía ngoài trước cho mọi người nha. Đúng rồi, mình sẽ giới thiệu anh xe cho bà con ngồi đây để ra phía ngoài coi anh là cảnh cập nhật cái nào cho mọi người đây. Em thấy bên kia cũng có số xe kìa, chắc anh em mình qua đó luôn đi anh. Mình qua bên kia đi. Mình cập nhật từ cái chiếc quay rệt ít đi. Em thấy con phiên bản này bánh mâm thắng đĩa biển Đắk Nông 48C1-21444 nè. Xe này là 2018 nha. Xe là máy móc riêng hết, xe bánh mâm. Biển số là 48C1-21444 nha. Xe này mình để cho bà con là 11.900.000 nha. Máy bao riêng cho bà con nha. Ok, máy riêng là coi như là đầu nồi là mình cũng còn nguyên hết đúng không? Còn nguyên hết anh, cái này là còn nguyên hết nha. Nếu mà máy móc riêng vậy á, thì anh bán rồi anh bảo hành cho bà con về xe này. Em bảo hành cho bà con là 6 tháng nha, về máy móc nha. Rồi ok anh, mình bán cho bà con là kiến bọc là có đầy đủ nha, bình đề đầy đủ hết. Trong quá trình quay á chị, thì anh em mình ở đây cũng quay tổng quan với hỏi ảnh về một số chi tiết con xe thôi. Còn bà con mà nếu mà muốn ở ship xe hay như thế nào á, thì kết bạn riêng Zalo với ảnh. Rồi ảnh có thể là gọi video hay là anh chụp hình chi tiết từng con xe cho bà con coi đầy sức bảy vỡ ha, như thế nào đó anh diễn tả rõ hơn cho mọi người ha. Rồi bà con cứ ưng ý cái xe nào á thì chụp màn hình lại kết bạn qua số Zalo của em là 0379060686 để em gửi hình chi tiết rõ hơn cho bà con mình nha. Rồi ok bên đây là một chiếc quay Infa 110 biển 66G1-43362 anh. Xe này là 2018. Máy móc là riêng hết nha bà con. Đổ cái điển hình cho bà con nghe thôi, còn anh em mà muốn kỹ rõ hơn thì cứ liên hệ cửa hàng để cửa hàng tư vấn bà con rõ hơn nha. Rồi mấy cái giá này là mình chưa có bao tiền ship đúng không anh? Giá này là mình chưa bao gồm tiền ship, còn phí hồ sơ thì bao nhiêu thì bên ví khách dụ như khách phải chịu nha. Đây mình báo cái giá xe cho bà con thôi nha. Rồi còn bà con ví dụ như thích mà mua xe về rút hồ sơ sang tên
hai này kia là phí phí này kia là cộng vào nha bà con. Rồi, cho okay nó rõ ràng nha. Dạ. Còn cái xe này là 2018 nha, xe này 18 mình bán cho bà con là 10.500.000 nha. 10.500.000. Dạ. Rồi, anh em mình giờ xuống phía sau xe này. Xe mới bây giờ tầm 21 hay 2 triệu á. Dạ. Đó, camera tiện có thể mình đi ngang cái mình lướt qua biển số một cái cho bà con coi đi. Rồi anh em mình xuống chiếc đi lăng. Rồi, bên dưới là một cái chiếc đi lăng biển số 59U1 93599. Con này thì hiện trạng nó như thế nào anh? Xe này là 150 nè. Máy xe dì lăng 150 mình bán cho bà con là 7.800.000 nha. 7.800.000. Đúng rồi. Xe 7.800.000 máy móc em ru nha bà con. Dạ. Không có bị sâu nước nha. Anh em nhớ kỹ nha. Dạ. Cửa hàng hiện tại bây giờ cái xe này là không có bị sâu nước nha. Rồi, ok anh. Bà con yên tâm nha. Như mấy anh cụ rồi nó hay xài qua dòng này, anh ngại rất những cái xe dòng này nó bị sâu nước. Dạ. Đó, nên em báo thẳng cho bà con mình là xe này không bị sâu nước nha. Dạ. Quan trọng nhất của mấy chiếc đi lăng BS đó là nó đúng hay là bị sâu hay nước hơn bị sâu nước. Dạ, nhưng mà con này anh bao là không ha. Ừ, đúng rồi. Rồi. Hiện tại bây giờ là không bị sâu nước. Dạ. Nha. Ok anh. Qua đây một cái chiếc Future, con này là sang cơ ha anh. Cái này là FI 2014 15 gì đó. Dạ. Nhưng mà xe này là tình trạng là máy móc là ring hết nha bà con, dàn áo là nguyên ring nha. Dạ. Biển là Bến Tre 71B2 32019 nha anh chị ha. 32019. Rồi. Mấy anh chị nghe giúp em nha, có im không nghe. Chứ em là nghe quá ok rồi. Cái này giá cả mình để sao anh? Xe này mình bán cho bà con hôm nay mình xả lên là 14.300.000 nha. Dạ, 14.3. Khi mình bán là kín đồ mình đề đầy đủ cho bà con mình nha. Dạ. Còn bất lọc lái gì không anh, hay giá chốt luôn rồi? Cái này nếu mà bà con có thiện chí thì cứ alo trực tiếp vào cửa hàng rồi thương lượng giá được trực tiếp với cửa hàng bên mình nha. Dạ. Rồi, ok nha bà con nha, biển số rồi đó, mọi người cũng thấy rồi đó. Hưng thì chụp màn hình lại nha mọi người. Rồi, anh em mình ra làm sao? Tới chiếc Sirius Sunker. Con này em thấy có vô cặp phục biển 37L1 24501 nha. Nói chung là xe này về bà con đi cày nè, đi máy móc là ok nè. Dạ. Con này thì hiện trạng của nó như thế nào rồi anh? Hiện trạng nó là máy móc là còn nguyên nhưng mà dàn ngồi nó hơi bị xấu xấu tí. Nói chung là hộp sen rồi này kia nó không có được ấy, thì mình bán cho bà con là 7.500.000. 7.500.000. 7.500.000. Rồi, ok nha anh chị nha, 7.500.000. Rồi, máy riêng nhưng mà dàn ngoài thì mưa cũng thấy được trên màn hình rồi đó. Nó cũng theo năm tháng thì như vậy. Yeah. Nói chung so với cái giá này thì em thấy nó cũng là trung bình bình thường thôi chứ không phải là quá xấu so với cái giá tiền anh chị. Đó là cá nhân em thấy vậy. Còn đây là chiếc Ly 110. Ly 110, biển số là 60 C1. 60C1. 17542. Dạ. Xe mình bán cho bà con là 7.500.000 nha. 7.500.000. Bán xả nha. Cốp này rộng lắm anh ha. Dạ đúng rồi. Cốp này rất rộng luôn. Nên hôm trước mình bán 8 triệu nhưng mình xả luôn. Dạ, giờ còn 7.500.000. Đúng rồi. Khách hàng muốn ship thì liên hệ với anh, ảnh quay kỹ cho rồi tính dạ, thêm chi phí ship. Chi phí ship mà các tỉnh miền Tây chắc em nghĩ 200-300 gì ha. Đúng rồi, 200-300 anh. Dạ. Thì anh em nào có thiện chí hỏi chiếc xe nào mua thì cứ gọi qua số trực tiếp cửa hàng. Dạ. Của em là số điện thoại là 0379 06 0686. Rồi, cứ, ok. Hai số đã để trên màn hình đó. Dạ. Nói dạ chung cứ cái số nào để trên màn hình bà con cứ liên hệ số đó. Đúng thì rồi. Các bạn Zalo qua số hai số để trên màn hình đó. Dạ. Thì đều phải có số Zalo hết đó. Dạ. Thì các bạn qua bình thường nhé. Ok. Đây mình xuống đây một cái chiếc Sirius, em thấy là con này là vô. Con này là 2019. 19. Con này máy móc là riêng hết nha bà con. Bao tài kiểu luôn. Để vô vô cặp bánh cái này kia. Này mình để nhiêu anh? Xe đem để là 11 triệu nha. Dạ, yeah, 11 triệu đồng anh chị. Yeah. Nha. 11 triệu. Nó có biển số bà con thấy này thấy không? 615. Bà con mình có thích cái xe nào biển số nào thì bà con mình chụp màn hình lại. Yeah. Các bạn qua hai số bằng điện thoại em để trên màn hình rồi cửa hàng sẽ chụp hình chi tiết rõ hơn cho bà con mình. Dạ. Yeah. Quay tầng cảnh cho bà con mình. Rồi, rồi bà con mình có thích này kia thì cứ cọc lại lại. Yeah. Cọc lại 1 triệu nha. Em sẽ sao ship tận nơi cho bà con. Yeah. Rồi bà con nhận xe thanh toán đủ nha. Rồi. Còn anh chị bà con nào mà có thời gian thì em vẫn khuyên là mình mua xe cũ mình cứ đến trực tiếp tại cửa hàng, mình coi cho nó vừa mắt của mình. Với lại mình đến cửa hàng mình sẽ được trải nghiệm nhiều dòng xe khác nữa mọi người ha. Rồi, đây một chiếc ad này là ad một càng hả không anh? Dạ đúng rồi, ad một càng anh. Ở 2016, 19A đúng không? Dạ đúng rồi. Đây anh chị các bạn, số số khung của nó nè. Nó là đời 19A các bạn. Đúng nghĩa là 135 đời cao mà một càng á ha. Rồi, rõ ràng nha. Xe này là tình trạng nó là nguyên ring hết nha, dàn áo dàn yết là cũng chưa có dặm tút. Yeah. Như cũng là nó cái đôi qua chỗ nó trầy nhưng mà
tài không đáng kể nha bà con. Nói chung là xe này mình để cho bà con là 21 triệu nha. 21 triệu. Rồi ok nha, 21 triệu. Cái form này mà anh em mà về mà thấp thì để chạy về là cũng cực kỳ đẹp, không có gì nói rồi. Nhưng mà riêng anh em mà xuống áo thì cực kỳ đẹp hơn nữa. Tại cặp lốc của nó với lại màu càng đó thì nó y như là nhỏ vậy đó. Anh em về xuống áo là cực kỳ giống mặt nhỏ luôn, khó nhìn ra luôn nha. Rồi giờ mình lên trên ha. Giờ mình sẽ lên trên quay. Đó, bà con anh chị nào mà quan tâm cái chiếc nào cần thì liên hệ với anh chủ nha. Mấy cái chiếc mà cỡ cho em hỏi lại cái xe bên mình mà từ mấy triệu là mình trả góp được anh? Xe nếu mà 10 triệu cũng trả góp được, nhưng mà trả góp này là hiện tại bên ví dụ như trả góp qua cửa hàng thì bà con mình sẽ trả trước là 7-80%. À dạ. Còn mà nếu mà trả góp không đồng á thì vay tiền mặt ngân hàng. Đó, bây giờ nói cho bà con mình vậy đó. Thì nếu mà trả góp mà không có ý em đó. Ý em đang muốn hỏi là góp qua những công ty tài chính á là cỡ từ bao nhiêu là mình góp được? Tầm 10 triệu mình không góp được, xe rồi. Tầm 10 triệu mình vẫn góp được bình thường. Rồi ok nha. Ha. Đúng dạ. Rồi, ở đây có một cái chiếc Sirius em thấy như dán tem mà lại mới đẹp hết nè. Dán áo sơn dán tem đẹp là hết rồi. Sơn mới rồi dán tem lại luôn. Biển là 73G1-06220. Con này anh để giá sao anh? Xe này mình để bà con là 9 triệu rưỡi nha. Dạ, 9 triệu rưỡi nha anh chị. Máy móc em muốn biết là tình trạng nó sao rồi anh? Xe này là máy móc là nguyên riêng hết nè, chưa có độ để gì trơn nha bà con. Chưa có làm máy này kia hết nha. Rồi, đầu nồi là mình mở chưa? Đầu này giống mở rồi hả ta? Mở chưa? Nồi là chưa có làm nha. Dạ. Đầu thì có chỉnh cò thôi. À, rớt xuống bắp. Rớt rồi. Hình như đầu có rớt không ta hay là chưa? Dạ. Rồi ok. Giá anh bao nhiêu chứ anh? 9 triệu rưỡi nha bà con. Rồi 9 triệu rưỡi. Máy dòng xe này là mình bảo hành 6 tháng cho bà con mình nha, vì dạ. Máy móc nha. Rồi, 06220 nha anh chị nha. Rồi, mình qua con này luôn đi anh. Con này là quay gì đây? Đây là xe Trung Quốc nha. Nói chung là dòng xe này là dòng xe liên danh, xe này mình bán cho bà con mình là 5 triệu rưỡi nha. 5 triệu rưỡi. Dạ. Rồi. Quay Trung Quốc nhưng bà con để ý là được dọn hết trơn rồi. Dạ đúng rồi. Đó, thấy xe không? Dọn full mới nha bà con. Dàn áo là sơn mới. Xe này về chỉ đổ xăng chạy thôi. Dán tem mới. Đó, dàn chân sơn lại. Đó, cầm bọng sơn luôn cho anh em là thấy không? 5 triệu rưỡi đúng không anh? 5 triệu rưỡi anh. Rồi, 70F5 7463. Rồi mình qua tới lướt nhẹ qua biển số cái đi em cho anh em coi cái đi rồi mình xuống sau em. Đó, lướt nhanh thôi tí xíu cũng được cho bà con lướt qua thấy để biết ha. Rồi mình xuống đây anh chiếc quay Vlad nè. Cái này AB 2007 nha bà con. Dạ. Yeah. 2007 nha. Chờ đầu quá, xăng cơ. Đúng rồi. Xe này mình xăng cơ. Xe này mình để cho bà con là 6 triệu 8 nha. 6 triệu 800 ngàn. Rồi, 61D1-00028 anh chị nha. Rồi, bà con mình báo với bà con ví dụ ship ở ở miền Tây lân cận thì ví dụ xe mà trên 10 triệu á thì cửa hàng có thể là thương lượng với bà con mình là bao ship cho bà con mình hai này kia thì anh em mình cứ thương lượng qua cửa hàng. Dạ. Còn có xe mà đã xả dưới 10 triệu á thì bên cửa hàng không có bao ship nữa. Rồi, dạ, ok mọi người cũng dễ hiểu mà. Dưới 10 triệu thì khách hàng chắc chắn là sẽ phải chịu chi phí ship. Đúng rồi. Còn trên 10 triệu thì coi chiếc nào mà lời nhiều tí thì ảnh bao ship cho. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, nói vậy mọi người ha. Sẽ hỗ trợ cho bà con mình một vấn đề tí đi. Dạ. Rồi qua chiếc quay Black. Quay Black 2019 2020. 20 xe này là máy móc là bao riêng cho bà con nha. Dạ. Con này biển 94K2-01291 nha anh chị ha. Xe này mình để cho bà con là 11 triệu 800 ngàn nha. Dạ. 11 triệu 800 ngàn anh chị. Rồi phiên bản bánh căm đĩa, nói chung là nhìn cũng được liền lạc, xử lý nhẹ nhàng nên là nhìn nó cũng bóng mướt đẹp hết cho bà con hết rồi. Rồi đó, quay qua cái biển số đi em. Này, chiếc nào cũng quay cho anh em thấy cái biển số một cái đi ha. Rồi xuống bên dưới. Hình như bên dưới này em thấy chiếc này là nó lên đầu đèn Thái đúng không anh? Đúng rồi, xe này lên đầu đèn Thái. Dạ. AB luôn mà không biết này có FB chưa? Dòng này là chưa FB nè. Còn xăng cơ nhưng mà lên đầu Thái anh chị nha, xăng cơ lên đầu Thái. Con này hiện đang mang biển số 63-3275 nha anh chị ha. Rồi. Con xưa AB à. Con này bọc keo luôn nè. Em thấy là bọc keo luôn nè mọi người, chính xác luôn, còn bọc keo. Còn bọc keo luôn. Dàn áo bọc keo hết. Dạ. Xe biển số 10 đúng không? 60 đúng rồi. Rồi, biển số em mới đọc rồi đó. Giá con này giờ để nhiêu? Xe em để cho bà con mình là 9 triệu nha. 9 triệu. Rồi, ok mọi người nha.
phải nói là AB AB Sơn Cơ lên đầu Đền Thái rất đẹp, vàng áo bọc keo đẹp luôn, mà giá chỉ có 9 triệu thôi. Em tin rằng con này lọt keo ra là đẹp lắm anh chị nha. Đó, tại vì còn keo là thấy đã đẹp rồi, đâu có bể vừa bảo tài xước gì rồi. Nhiều đâu. Xe này chưa lọt keo á. Dạ. Vàng áo rất đẹp nha bà con. Mình qua chiếc Sirius Trung Quốc đi anh. Đúng rồi, Sirius Trung Quốc. Dạ. Đó, biển số xe này mình để cho bà con đi làm ở dòng này là quá ok nè. Xe dạ. Nó cũng nói chung là xe cũng liền lạc, dạ. Máy móc là cũng em. À. Bánh mâm nữa xe mình để cho bà con là 4.900.000 nha. 4.900.000. Rồi. Đó, anh chị nào tài chính không đủ tới mấy cái dòng xe Nhật rồi thì có thể lựa chọn mấy con này làm cày bừa qua thời gian rồi trao đổi lại ha, mình nâng cấp lên. Nếu qua thời gian bà con cần thì mình có thể mình quay đầu trao đổi được đúng không anh? Dạ đúng anh. Mình dạ. Ví dụ bà con đi ví dụ như 1 tháng 2 tháng gì đó, bà con ví dụ như thích đổi một cái dòng xe nào khác đó, thì cửa hàng có thu lại nha. Và cửa hàng sẽ có mua bán trao đổi xe nha bà con. Ví dụ cái xe nào bà con không đi ý định mua xe khác á, thì bà con cứ chạy trực tiếp vào cửa hàng rồi định giá rồi anh em mình trao đổi với nhau nha, rồi bù trừ như thế nào thì anh em mình tính ví dụ vậy nha. Rồi ok anh. Rồi mình tiếp tục mình đến với chiếc Mio nhỏ nè. Con này nhìn nhỏ nhắn dễ thương ghê. Đó, dàn áo trên cũng được sơn xử lý đẹp rồi, dán tem lại cho anh em hết à. Con này giờ mình để sao anh, được dọn đẹp hết. Xe này mình để cho bà con là 8 triệu rưỡi nha. Ừ. Xe này là nói chung nó nhỏ nhỏ rất chi là gọn gàng nha, máy móc là cực kỳ ngon. 60N3 năm 287 đó bà con thấy không? Máy thì đề lên thì mọi người nghe giúp em rồi phải im không? Rồi. Ok. 8 triệu 3 ha. 8 triệu 500. À 8 triệu 500 rồi, 8 triệu 500. Máy đang nổ nghe em ru nè. Dạ. Từ đến những cái bao tay là cửa hàng cũng đã được thay mới đồ đẹp hết cho bà con mua về chạy rồi. Rồi. Ok. 8 triệu rưỡi. Qua kia chiếc Sirius của Yamaha. Sirius đó là Sirius Lincoln nha bà con. Yamaha tay à. Dạ, Yamaha tay nha. Cái xe này là chạy với Mi F135. Dạ. Trong là xe này đi cái bình xăng bông mai nè, đi bình lớn nha bà con. Xe này mình đang bán là 12 triệu nè, hôm nay mình sẽ xả cho bà con là 11.700.000 nha. 11.700. Dạ. Rồi, ok nha anh chị ha. Lên bia tay giờ số nhẹ tưng giống như xe công tay bình thường vậy đó nè. Đi bình xăng bông mai lớn rồi nữa, chắc em nghĩ chắc cũng có đi bài trong đó. Thôi khi chạy mạnh thôi. Đi xả cho bà con mình chiếc này luôn nè. Nói chung là xe máy móc là em ru nha. Dạ. Đó, có đi cái bộ bộ kiển nha. Đúng rồi, bộ Umadacin nha anh em nha. Phải yếu bình để nổ chân kìa. Máy thì em ru à. Trời, số nhẹ tân là số thì vẫn sử dụng số thì rút như bình thường thôi anh em, nhưng mà ý là nhẹ tân nè. À, vậy là phải móc về hả? Vô nữa không được. Nó xài số của Sirius. Dạ. Số thì vẫn số như bình thường thôi nhưng mà lên công tay anh em ha. Rồi lướt nhanh qua cái biển số một cái đi em. Rồi anh em mình đến với một chiếc cúp màu đỏ cực kỳ nổi luôn. Rồi cúp này là cúp này của gì đây anh? Honda phải không? Không phải, là cúp này cúp liên danh nha. Liên danh hả? Đúng rồi. Dạ. Biển số là 72E FC nha. Dạ. 5838. Rồi. Xe này mình để cho bà con là 6 triệu rưỡi nha. 6 triệu rưỡi. Gì nghe dàn thân nghe lực quá vậy. Đúng rồi. Nghe chạy chắc cũng sướng quá ha. Xe này nó lên cái nòng đồ là chắc cái nòng 100 hết rồi. Dạ. Xe mặc dù liên danh thôi nhưng mà nói chung là xe cũng rất cứng nha. Cũng dọn lên nội công rồi hết anh em nên là nhìn ngon lành ha. Giá 6 triệu rưỡi. 6 triệu rưỡi anh em. Dạ. Nha. Biển 72FC 5838. Rồi, còn bên kia anh, chiếc Sirius. Sirius này là 2021 nha. Dạ, 2021. Nói chung là xe này là máy móc là bao riêng như bà con nha. Bô bọng là riêng hết nha. Rồi, dàn áo rồi này kia là ok nha. Rồi. Này, xe này mình để cho bà con mình là 12 triệu nha. 12 triệu đồng. Dạ. 619K1 394-60 nha bà con nha. 394-60. Rồi, ok anh. Anh em mình quay qua cái biển số cái đi ha, rồi xuống phía sau liền cho bà con luôn. Rồi xuống đây có chiếc Charlie nè. Charlie này mình sao đây? Nói chung cái dòng Charlie này thì máy móc thì ok. Dạ. Em ru nha. Đây là Charlie của Honda đúng không anh? Dạ đúng rồi, Charlie Honda.
thấy anh rớt dép cái nổ luôn á. Thả giò là nổ nha, rớt dép là nổ nha. Xe này bán cho bà con mình là 6 triệu nha. 6 triệu đồng chẳng. Vì đi chợ đi búa này kia rất này nhẹ cho... nhàng mà gọn nha. Này cho các cô lớn tuổi đâu mà dắt xe nhẹ nhàng đó, lấy con này. Rồi, mình qua con kế bên nha. Con này con gì đây? Con này Cúp 81 của Honda nha bà con. Dựng mới nha. Xe này là đã dựng full mới hết tất cả nha, từ trong ra ngoài nha. Ốc ác rồi này kia là cũng như là nói chung là xe này về bà con mình chỉ đổ xăng và đổ nhớt mà chạy thôi nha, không phải làm một cái gì nha. Xe này mình xả hôm nay cho bà con này là 11 triệu nha. 11 triệu đồng chẳng luôn. Dạ đúng rồi, 11 triệu nha. Rồi, hôm nay okay. Mình gần cuối năm rồi mình xả hết mấy cái dòng này. Giờ mới đẹp keng luôn hết rồi ha. Dạ, đúng rồi, ha. Xả hết luôn. Dạ. Rồi, mình qua đây một chiếc Sirius đó đi anh, phiên bản bánh cam đĩa nè. Bánh cam đĩa. Xe này là 2016 nha. Dạ. Đời cuối của Sirius này nha. Biển số riêng không anh? Máy móc là bao riêng như bà con mình nha. Dạ. Rồi, giá là bao nhiêu? Cái này để bà con là 9 triệu 3 nha. 9 triệu 300. Dạ. Rồi, ok nha mọi người ha, 9 triệu 300 ngàn. Máy này mình bảo hành 6 tháng phải không anh? Đúng rồi, máy này em bảo hành 6 tháng nha. Dạ. Để camera quay cái hướng trước đi, chút em lướt ở hướng sau cho bà con coi biển số. Xe này là biển số là 93F1 nha. Dạ. Rồi. 92980 nha bà con. Dạ. Nha. Xe này là nói chung là nổ máy cho bà con mình nghe nè. Không nghe một cái gì luôn. Em ru à. Chính xác là vậy. Quá luôn em luôn. Dạ. Rồi. Anh em mình tiếp tục đến với một chiếc Sirius nữa. Con này em thấy hình như là nhà áo là sơn 3D luôn ha. Đúng sơn rồi dạ. Mấy cái chữ mà mọi người thấy trên xe, trên xe áo là sơn luôn á. 117 xe bánh mâm nha. Bánh mâm thắng đĩa nha bà con. Xe dạ. Là máy móc là bao riêng cho bà con nha. Rồi. Xe này mình để cho bà con là 11 triệu nha. 11 triệu đồng. Máy cũng đầu nồi còn nguyên bản phải không ạ? Còn nguyên bản hết nha. Ừ. Rồi. 67D1 79602 nha mọi người ha. Rồi. Anh em mình qua đến chiếc quay RS đi anh, biển 61X19372. Xe này đời 2009 nha. Xe này dàn áo là có xử lý lại và tem nha bà con. Dạ. Nói chung là đầu nồi là bao riêng cho bà con nha. Dạ. Chưa mấy em, đầu nồi riêng hết nha. Dạ. Xe mình để cho bà con là 9 triệu nha. 9 triệu đồng. Dạ, 9 triệu. Rồi, ok. Dòng này lại bảo hành cho bà con là 6 tháng nha. Chạy qua thời gian bà con có muốn nâng cấp hay muốn trao đổi hay muốn bán lại là mình vẫn quay đầu bình thường. Đúng rồi, quay đầu bình thường anh, ví dụ như chạy trong vòng một tháng hay này kia thì nếu mà một tháng thì bây dòng này chỉ lỗ tầm mấy trăm đến 1 triệu thôi. Dạ. Là bà cửa hàng sẽ thu lại bình thường. Dạ. Nha. Rồi ok anh. Qua con quay 100 tiếp theo anh chị, 60X4 1013. Con này mình để sao anh? Con này là 2007 nha bà con. Dạ. Máy móc là riêng nha. Rồi. 2007. 2007. Này giờ anh để giá nhiêu anh? Con này để cho bà con mình là 8 triệu 7. Dạ, 8 triệu 700 ngàn luôn nha anh chị ha. Rồi, 8 triệu 700. Anh em mình qua tới chiếc quay 100 nữa nè, biển 59X2 63809 nè. Con này là 2016 nha. Nó có đi cặp phục nè. Đúng rồi, có vô cặp phục. À, có 2016. Vô cặp phục nha bà con. Bô đích công ở phía sau anh chị là đời 2016. Này giá anh để xe này là mình để cho bà con là 10 triệu 500 nha. 10 triệu biển số thành phố nha. Dạ. 10 triệu 500 anh chị các bạn nha. Rồi. Còn con này anh 60B4 40350 nè. Xe này là 2015 nè. Xe này mình để bà con là 10 triệu 500 luôn nha. 10 triệu 500 luôn. 11 hôm nay mình sẽ xả luôn cho bà con là 10 triệu 500 nha. Dạ. 10 triệu 500 ngàn luôn bà con nha. Ok. Rồi qua con quay này luôn đi anh. Biển 95D1 19086 nè. Xe này là 2000 xe này gì quay được rồi. Thôi mình xả con này luôn bà con là 9 triệu 2 đi. Dạ 9 triệu 2. Quay 100 mọi người hen, có lên cái thắng đĩa phía trước nhìn rất là đẹp luôn nha. Mấy dòng quay 100 mà lên thắng đĩa nhìn đã lắm anh chị. Rồi còn con bên đây luôn anh, cũng quay 100 luôn, biển 60. Con này dọn là full mới nha. 2851, đời thấp nhưng mà dọn lên nhớ tem đời cao quá anh em. Nhìn dạ, xe đúng rồi. Này dòng full hết luôn, dòng full hết mới nha. Xe đem để cho bà con là 10 triệu rưỡi nha. 10 triệu rưỡi. Bà con thấy từ dàn áo, căm bọng, dàn chân rồi là được dọn mới hết trơn rồi. Rồi, bây giờ mình qua đây nữa nha, một chiếc quay 100 luôn. Quay 100 luôn, biển 38C1 13721. Con này thì là quay 100, để em coi coi nó đời mấy nha trời. Đời 2014, 2014 đúng không anh? Dạ đúng rồi, 2014. Xe này là nồi rớt rồi nha.
nồi rớt nhưng mà đầu nồng là còn nha bà con. Dạ. Người ta có làm côn rồi. À. Xe này bán cho bà con là 10.500.000 nha. 10.500.000 anh chị. Rồi, ok anh. Mình qua tới một chiếc Sirius FI nha. Con này biển 73C105514 nè. Con này giờ mình để sao anh? Xe này mình để cho bà con là 8.900.000 nha. 8.900.000. 2015 nha. Dạ. Xe này phun xăng điện tử FI nha bà con. Rồi, ok anh. 8.900.000 anh chị các bạn nha. Mình qua tới chiếc quay 110 luôn, biển 86775783. Con này xe này là mới quá ta. Đăng ký là 223 nha. Dạ. Mà đúng đắt của nó là 222 nha bà con. Mới lắm. Con này không có gì bàn cãi luôn. Odo em thấy có 6.754 cây à. Đúng rồi. Xe này biển số 86B7 nha. 55783 nha bà con. Rồi. Xe này mình để bà con là 14.500.000 nha. Dạ, 14.500.000. Rồi, ok anh chị nha. 14.500.000. Rồi tiếp tục chúng qua chiếc Benelli 150 nha. Ừ. 2016 nha. 26 27 gì đây nè. Dạ. Có không nhớ lắm, nói chung là cũng khoảng đó thôi. Ừ. Xe này mình để bà con là 9.500.000 nha. 9.500.000. Đúng rồi, Benelli 150 nha bà con. Dạ. 9.500.000 anh chị nha. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đến với một chiếc moto nhỏ, Monter anh chị, dáng giống như xe Ducati á, nó mình hay gọi là Monter. Có vô một cái lon bô biển 83E116426. Yên cũng làm lại im hơn nè. Ừ. Yên rồi còn này kia, rất là ok. Này cho mấy bạn nữ hoặc là mấy bạn nam nhỏ nhỏ con thích mô tô đồ được. Xe này mình để bà con là 6.800.000 nha. Dạ, 6.800.000. Quá rẻ đâu bà con ơi. Dạ. Mô tô có 6.800.000 thôi mọi người thấy không? Anh em nào trải nghiệm mô tô hay này kia thì cứ mua về mình trải nghiệm nha. Dạ. Rồi cửa hàng bao cho bà con mình quay đầu lại bình thường nha. Rồi. Nói chung là đi ví dụ trong vòng 7 ngày bà con đổi xe thì không phải mất phí và cũng không phải là bù như này kia hết nha. À, trong vòng tuần lễ là đổi rồi. Xe là giữ nguyên giá trị chứ không đúng có rồi. Lỗ á. Không có lỗ đi. Nha. Ví dụ dạ. Mình bán con này là 6.800.000, con này 9.500.000 thì bà con đi một tuần qua đây này lấy con này 9.500.000 vẫn là 9.500.000 dạ. Nha. Từ 6.800.000 lên 9.500.000 như anh em chỉ bù có số tiền đó. Với đúng điều rồi. Kiện là chỉ có trong vòng tuần lễ đầu thôi. Đúng rồi, một tuần lễ đầu rồi. Nha. Còn hạ bán thì chắc chắn là phải lỗ. Đó là đúng rồi. Chuyện đương nhiên. Bây giờ một tuần hai này kia thì bà con mình lỗ tầm 3-4 xì à. Rồi. Đó. Bây giờ anh em mình như thế mà dạ chung là rất chi ưu đãi cho bà con mình nha. Dạ rồi bây giờ em lướt qua các biển số cho anh chị con nha. Hàng này nó dài nên là nãy phía trước quay trước anh em, giờ quay lại biển số cho anh chị coi nè. Đó, quay xa xa cho mọi người dễ chụp màn hình ha, với thấy được tổng quan con xe với cũng hên là trời nắng anh chị. Bà con mình cứ ưng ý một cái xe nào đó bà con mình chụp hình lại màn hình nha. Rồi dạ. Các bạn qua số điện thoại của em đó là 0379060686 nha. Ok. Rồi em quay video trực tiếp rồi chụp dạ. Hình trực tiếp rõ hơn cho bà con mình nha. Giờ bắt đầu từ đâu anh? Qua đây luôn hả? À, đây luôn đi. Dạ rồi, qua đây. Cái con City này hay sao? City không bán nữa. Không bán City nữa. Để giọng mới lên chương trình rồi. Rồi. Không bán nữa. Vậy chiếc quay Blast đi anh. Dạ, con này 68E1 22434. Cái này để cho bà con mình là 8.300.000 nha. 8.300.000 anh chị. Xe 2016 nha bà con. Dạ. 8.300.000. Máy móc đâu là còn luôn không hay là có buông mở gì chưa anh? Không, xe đi là sấy đầu và sấy bắp rồi nha bà con. À rồi, có lúc đầu sấy thuốc bắp. Dạ đúng rồi. Con sao xe thì để bà con vậy là bao nhiêu anh? 8.300.000 năm. Rồi, 8.300.000. Đi thẳng đi biển số đó bà con nha. Rồi. Mấy xe mà dưới 10 triệu thì anh cũng có chia sẻ nãy rồi, nhưng mà nếu mà khách thiện chí nhiệt tình đến thì có thể xăng cộ khuây pháo được phải không anh? Dạ đúng anh. Rồi, có bớt nhẹ nhẹ thôi thì xe nhỏ mình bớt tiền nhỏ vậy đi anh em. Đúng rồi. Thì bà con mình cứ thiện chí thì cứ gọi trực tiếp qua số cửa hàng của em đi rồi bà con anh em mình thương lượng. Rồi. Dạ. Bớt lọc bớt lít cho anh em mình thì anh em mình tính nha. Rồi, con quay Blast kế bên. Con này là 2018 nha. Dạ. Máy móc là riêng hết nha. Ừ. Xe này mình để cho bà con mình là 8.500.000 nha. 8.500.000. Số là 72E1 54546 nha. Dạ. Rồi. Ok. Anh em mình qua tới chiếc quay Blast nữa, nhưng mà con này là phiên bản bánh mâm thắng đĩa luôn rồi mọi người. Biển 76E1 37209. Con này mình để giá sao anh? Xe này mình để cho bà con mình là 8.500.000 nha. Dạ, 8.500.000. Rồi, ok nha anh chị. Nói chung là một chiếc quay Blast máy móc riêng hết nha bà con. Dạ. Cái này là cũng là riêng hết luôn nha. Rồi. Đó, riêng hết nhưng mình để cho bà con mình là 8.500.000 nha. 8.500.000. Ok anh. Biển số là 76E1 nha. Ừ. Rồi. Bên đây là một chiếc quay Infa 110 72K1 54066. Con này như thế nào đi anh? Xe này là máy móc là bao riêng cho bà con nha. Dạ. Xe này mình để cho bà con là 10.500.000 nha. 10.500.000. Dạ.
tí mình sẽ lướt qua cái biển số cho bà con. Ok anh, rồi mình cứ đọc đi, chút em quay lại hết nè, không có bỏ chiếc nào đâu, quay lại cho bà con coi kỹ hết. Rồi qua chiếc quay màu đỏ, quay 110 607H1 49778. Con này mình để sao đây? 10 triệu rưỡi luôn nha. Ừ, 10 triệu rưỡi luôn. Hôm nay mình xả hết luôn cho bà con nha. Dạ. Trong này nhà nó thật đó bà con, là rất nhiều cái dòng xe này, cho nên mình xả, mình xả đi một tí rồi mình nhập cái xe khác cho đa dạng hơn. Đúng rồi. Thật sự mà nói thì riêng em cũng thấy là cửa hàng cái dòng quay 110 này nè nhiều thiệt anh chị, nên là ai mà thích cái dòng mẫu này mình nói chung là mình đam mê những cái dòng này, vì cái dòng này nó rất chi là nó thông dụng anh, nó thông dụng, thứ nhất thông dụng nó, mà máy móc rất chi là ngon. Dạ, cho nên mình bán cho bà con mình rất yên tâm. Dạ. Cho nên mình mua những cái dòng xe này về mình bán, thật sự đó là rất chi là máy móc cực kỳ là ngon. Bà con mua giá nó cũng hợp lý mà chạy nó bền, nó ngon mà bán cũng đỡ nhức đầu, đỡ bảo hành nữa, thật chất là nó đúng bền rồi. Quá mà mình bán ba dòng này mình ít bảo hành lắm. Dạ, nếu mình nấu được bảo hành cho bà con vậy thôi, chứ bây giờ thật chất là cái dòng này bà con đi, mà nếu bà con đi đổ nhất đầy đủ thì bà con đi 2-3 năm không suy nghĩ gì cái dòng máy. Dạ. Này cho dạ. Nên cửa hàng mình rất chi là muốn bán những cái dòng này cho nó. Dạ. Yên tâm rồi. Dạ. À, tới con này đúng không anh, con đen phải không? Đúng rồi, rồi con này hôm nay con đen mình cũng xả luôn rồi. Máy con này là ba con này nha, 10.500.000. Rồi. Bà con chọn con nào chọn nha. Máy móc bao riêng cho bà con nha. Rồi. Bảo hành cho bà con hết. Nhớt mình thay miễn phí. Kính đồ á là mình tặng hết cho bà con đầy đủ. Dạ. Khi bà con nhận xe là đầy đủ hết nha. Rồi. Bình đề đầy đủ, máy móc là bao riêng. Đó. Chung là kính bọng đồ đầy đủ cho bà con hết nha. Những cái xe nào mà không có mình giao cho khách thì mình phải gắn đầy đủ hết vào. Dạ. Mua gắn vào cho bà con đầy đủ. Con ba ga ba ghiếc là đầy đủ hết cho bà con nha. Dạ. Hôm nay mình xả hết 10.500.000. 10.500.000. Dạ đúng rồi. Con này em thấy là còn đủ hai biển số, hai cái chìa khóa luôn nha anh chị. Chọc lộn hai biển số. Xe là hai chìa khóa nè. Hai chìa khóa nè, chống trộm đầy đủ nha bà con. À, có vô chìa khóa chống cắt ha. Đúng rồi. Rồi 36B6608 37. Chống trộm cảm ứng luôn. Thẻ từ. Đừng từ luôn nha. Rồi. Qua đây đi anh, con này mới nè. Con này là 2022 nha. À. Xe này là biển số là 36L1 nha. Ừ. 24423. Rồi. Xe này hôm trước là mình bán cho bà con là 13.300.000, hôm nay mình xả cho bà con là 13 triệu nha. 13 triệu. Xả nha. Dạ. 13 triệu nha. 13 triệu đồng. Anh em nào có thiện chí mua thì này kia thì cứ kết bạn Zalo qua cho em, rồi em chụp hình chi tiết, em quay video trực tiếp cho bà con mình nha. Dạ. Rồi đến với chiếc quay 110 nữa đi anh, màu xanh đen biển 84H1 44336. Xe này là 2019 nha, mình bán cho bà con là 11 triệu nha. Dạ, 11 triệu đồng anh chị. Đúng nha. Rồi. Rồi 11 triệu đồng. À, qua tới con này đi anh, con này cũng mới ken luôn à. Con này là 2020 nha. Nhưng mà con này rất rác nha bà con. Nó thẳng luôn, xe này biển số 61D2 nha. Dạ. 14827 nha. Xe mình bán cho bà con là 14.500.000 nha. Nó mới quá thì cái giá nó cũng phải đúng rồi chút xíu. Tại vì cái xe này có 2400 cây thôi. Dạ đúng rồi. Bao tua nha, tua cho xe luôn, 2447 cây số. Rồi ok anh chị các bạn nha. Rồi mình qua tới chiếc 135 luôn anh, 83C1 09437 nè. 135 này là máy là riêng hết cho bà con nè, dàn áo là nó có dán tem trùm. Tem trùm nha. Dạ. Nói chung là nó đi một cái bô móc nè. Mình xả cho bà con mình hôm nay chiếc này là 12.300.000 nè. Mà máy là sao chứ anh, máy có làm? Máy là riêng hết nha. Nhưng mà có vô bô móc không? Đúng là có vô bô móc. Rồi. Ok. Rồi qua kia chiếc quay nhỏ luôn nè. Con đó em không thấy biển số, là tình trạng nó sao? Tình trạng là xe này là có biển số đầy đủ nha. À. Biển số là 37, số trong nhà mình chưa gắn, mình đi mua cái VK gì mình bọc vô mình gắn. Rồi. Cái xe này biển số 37 nha. Quay pha lốc đen nè, dàn áo là có xử lý lại nha. Rồi. Tem xử lý lại nha. Ừ. Nó lai một cặp phục của thằng quay Thái nha. Okay. Nè cái này báo rõ cho bà con mình nha, khỏi cần phải hỏi nhiều mà này kia, chúng ở cửa hàng bán nem bán là lốc đen đời đầu anh chị chữ công ha. Lốc nước sơn như nước sơn riêng đó anh nha. Lốc như nước sơn riêng ha, có lốc là sơn nước sơn riêng hết nha. Dạ. Đúng rồi, dưới dòng này là dưới riêng hết nha. Rồi. Chỉ có dàn áo với cặp phục với cái bô nha, nó lai hai ba cái đó thôi. Rồi. Dàn áo là đây là áo riêng nha, nhưng mà đã xử lý nhẹ lại nha. Dạ. Xe mình bán cho bà con là 13.500.000 nha. Đầu nồi là bao riêng cho bà con nha. Dạ. Rồi, ok. 13.500.000. Máy móc là bao riêng cho bà con mình luôn á. Giờ lớp sau là như cũng mới thay vậy đó nè. Đúng rồi, xe này là đó, mọi người thấy không? Vậy cùi thấy không? Rồi, em xe quay chạy rất sướng nha. Quay lốc đen mà chưa chạm một cái gì hết là bà con nghe cái máy thằng này là quá đỉnh luôn. Rồi, để em quay lại mấy biển số hết cho bà con coi.
đây anh chị cô chú các bạn xem giúp em về cái bảng số một cái ha. Coi ứng nào chụp màn hình lại rộng rộng xíu mọi người dễ nhìn tổng quan hơn. Đó, em quay chậm chậm xíu nha. Ở đây nắng cực kỳ đúng không anh chị? Nhờ nắng vậy bà con nhìn kỹ cái xe hơn, nhưng mà có phần nào chá mọi người cũng thông cảm nha. Con này trước bán có mấy triệu à, mọi người không mua nên là đợt sau này anh dọn lại mới bán nha. Rồi vô nhà thôi, giữ nguyên shop luôn, không cắt không gì hết. Chỗ đây xe cao cấp hơn chút cho bà con đi chơi Tết, chạy Tết đồ hiển nhiều nè. Raider hả anh? Đúng anh, con này Raider 2023 nha. Rồi xe chạy có mấy ngàn cây nha. Vô bánh mâm đúng không? Đúng rồi, vô cặp bánh mâm. Bánh mâm 5 cây, rồi boe lọc trụ. Boe lọc trụ. Dạ. Này giá anh để sao đây? 27.300.000 nha. 95 anh chị, 95N1. Biển số rất đẹp nha. Đúng rồi, quay cái biển số đi em cho bà con coi. Biển số rất chi là thì 0-1 thôi chứ còn không có hơn nổi. Không. À, 0-1100. Rồi. Anh báo bao nhiêu chứ em quên rồi. 27.300.000 nha. 27.300.000. Cái này còn xăng còn lọc lá được đúng không? Đúng rồi. Cái này bà con mình cứ chốt cái xe nào thì chụp màn hình gửi qua, rồi gửi trực tiếp qua cửa hàng, rồi kết bạn Zalo gì đó thì anh em mình thương lượng giá cả, thì anh em mình có bất lọc như thế nào thì bà con mình thiện chí thì có alo trực tiếp nha. Dạ rồi, ok. Qua đây đi anh, con này Raider sao kia? Con này cũng là Raider luôn nha. Raider luôn, biển 67. Con này là 2021 nha. Ừ, boe trụ nè. Đó, anh em boe trụ nha. Anh em mà mua xe máy móc là bao riêng cho bà con mình nha. Dạ. Vô đèn trợ sáng nha. Anh em chia sẻ tí xíu nhỏ thôi, bà con anh em mà đặc biệt những anh em giới trẻ mà không rành trong này nè, coi số khung á, RL với chữ ngược từ dưới lên thì nó là Raider, còn nếu mà Satria thì MH từ trên đi xuống nha, để cho anh em dễ phân biệt chứ không phải nhìn tem ha. Rồi xe mình để cho bà con là 19.500.000 nha. Dạ 19 năm thôi. Đúng rồi, 19.500.000 nha. Cũng đi boe trụ để đợi sáng các kiểu thôi, các bạn giới trẻ đang chuộng phong cách này. Nói chung là mua chiếc QA okay. Đi thì anh em mình để trải nghiệm mấy dòng này thì nó thật sự ra là cảm giác chạy khác hoàn toàn. Đúng rồi, không giống được đâu anh em, nó mạnh lắm. Nói chung là trong một khúc 150 mấy dòng này là nhất thằng ông thằng xé gió đi. Dạ. Hồi xưa là như những thời điểm mà cổ cổ xíu thì có Novadad, còn giờ là có Satria Sonic thì Satria Raider rồi đó anh em. Rồi đây con này Vario mẫu cũ. Con này Vario mẫu cũ 2018 nha. Dạ. Chung là mấy cái dòng này là bà con mình có thích có hỗ trợ sang tên rút hồ sơ này kia thì cửa hàng làm hết cho bà con nha. Dạ. Nhận nha. Ví dụ như bà con muốn sang tên vì bà con hay này kia thì đều được hết nha, bình thường nha. Xử lý lại mấy chỗ này cho anh em ha. Rồi. Dạ. Giá mình để nhiêu anh? Cái này là 37.300.000 nha. 37.300.000. Rồi, ok anh. Rồi, mấy cái này góp gửi cho em hỏi coi, nếu mà trả góp là trả trước nhiều không anh? Cái này là mà mấy cái xe dòng xe này á, bà con mình mà trả góp á thì trả tầm 5-7 triệu là bà rồi. Con nhận xe bình thường nha. Rồi. Dạ đúng rồi, 5-7 triệu đồng nha anh chị. Đúng nha. Rồi. 5-7 triệu. Dạ. Rồi đây, chiếc Vario đi anh, biển 67G1 79820 nè. Con đây là 150 nha bà con. Dạ. Nè. Có bọc lại cái yên. Đó, ngồi nó im hơn. Một số ốc titan kiểu nhỏ nhẹ trên đây thôi. Với lại dàn áo nhắn keo cũng chưa lột ra nè. Đúng rồi. Xe nguyên bản chứ mà làm một cái gì nha bà con. Dạ, xe này ví dụ bà con mình cứ nhưng mà này bọc keo nha, này lọc keo ra nha, keo hết nha. Nói chung là nhẹ, cửa hàng mua về sau là để nguyên vậy, bán chưa có làm xử lý gì nè. Dạ rồi, con này giờ mình để nhiêu anh? 34.500.000 nha. 34.500.000. ok rồi, có bớt lọc lá đâu được đúng không anh? Dạ đúng anh. Dạ. Thì bà con mình cứ thiện chí qua tại cửa hàng đi bên em, thì bên em sẽ bớt lọc lá xăng cộ cho bà con mình về. Dạ. Nói chung là nhiều khách hàng cứ nghĩ là qua này nhiều khách hàng mua mà trả tiền đủ em vẫn bớt bình thường. Dạ. Mình sẽ bớt lọc cho người ta. Rồi. Dạ. Ok. Nói chung là cứ mua bán xe này. Cũ. Mua dạ. Xe cũ em vẫn khuyên bà con cứ đến trực tiếp mình coi cho nó vừa ý của mình là một, hai nữa thì được trải nghiệm nhiều xe, lựa chọn xe ý ha. Ừ. Lại thì bà con mình ở xa đi nữa thì cửa hàng sẽ gửi hình trực tiếp và quay video khi test xe nổ đằng kia. Dạ. Cho bà con mình rất kỹ càng. Dạ. Cho nên bán đi xa cho bà con những cái xe nào nó ok, nó thật chứ có nhiều khách muốn mua cái xe đó nhưng mà mình thật sự mình phải bàn ra. Dạ. Vì cái xe nó quá rẻ cho nên về tỉnh là này kia tiền xe tiền cổ, nhưng mà xe nó lại không máy, mình cũng không bao giờ mình bán, mình bán cho bà con về tỉnh bà con rất yên tâm. Dạ. Mình rồi, bán okay. Là cái xe nào mà máy móc hay này kia mình phải báo rất dạ. Kỹ cho bà con mình. Rồi đây anh em mình tới đây đi anh. Còn Winner 67 Winner 2016 nha bà con. Dạ. 2016-17 gì đây, nói chung là cũng không nhớ lắm nha bà con. Xe mình bán cho bà con là 15.500.000 nha. 15.500.000. Đây 15.500.000 anh chị nha.
Máy móc là riêng đúng không anh? Máy móc là bao riêng cho bà con nha. Dạ rồi, đó, biển số An Giang 67 nè bà con nha. Rồi, qua đây đi anh, con đèn led ba khoang biển 68. Con này xe này là xe 220 nha bà con. Hôm nay mình xả cho bà con xe này là 19 triệu 500 nè. 19 năm. Đúng không? Rồi, 19 năm anh chị nha. Dán cái này không phải dán mà là sơn 3D cả xe. Đúng rồi, cái này sơn 3D cả xe luôn. Vô cái mỏ cài bên dưới nè anh em coi thấy không? Rồi, nói chung là con này liền đẹp. Chạy Tết thì phải nói là cực kỳ nổi và đẹp luôn. Đúng rồi. Đó, khỏi chê luôn, Tết rồi đã đỏ là tuyệt vời. Rồi, qua con em mở kinh xe nhập. Mới kinh xe nhập 2018, máy móc là bao riêng cho bà con nha. Dạ. Nói chung là xe này, những cái dòng xe trong này là em bảo hành cho bà con là 1 năm nha. Dạ. Máy nhớt là em tặng miễn phí. Kính đồ đầy đủ cho bà con nha. Thì dạ, bà con yên tâm mình nha. Rồi. Thì cái dòng này là mấy kinh nha, mấy kinh bán cho bà con là 16 triệu 900 ngàn nha. Mệt kinh luôn, bao rẻ cho bà con luôn nha. Nói giá này ngang ngẹt thôi mọi người, nhưng mà chắc là nó mở kinh xe nhập, giá trị của nó dù gì nó cũng hơn tí xíu. Rồi, qua kia là đèn led ba khoang đời cao, biển An Giang 67 nè, 64459. Đúng rồi, xe này là nó, nói chung là xe này rất rất đẹp. Dạ. Xe này đẹp thì nó giá nó hơi rác hơn tí, nó hơi cao hơn tí nha bà con. Dạ. Xe này bán cho bà con là 23 triệu 200 ngàn. 23 triệu 200. Đúng rồi. Rồi, ok anh. Qua kia luôn đi anh. Nay mình có chiếc ad này là xuống áo mà nhìn cũng đẹp quá ha. Xe này ad xuống áo. Có biển số nha anh em, biển số đây nè để quay cho. Rồi, tem bọng đồ xuống rồi ngon lành. Biển là Quảng Ngãi 76E106796. Mình đi mua cái miếng BK gì mình bật vô mình sẽ gắn lên. Dạ. Nha. Rồi. Đồng hồ là ring hết nha, đi nguyên dàn ốc. Ốc Salaya đó nè. Đúng rồi. Để em quay cho. Anh em coi nguyên cái dọc máy ốc Salaya. Nguyên vàng hết đây. Ok, đẹp chưa? Rồi, từ ốc bẩn ốc bô đầy đủ. Chẳng như ốc máy mà ốc bẩn ốc đó là có đầy đủ hết luôn nè. Bô rồi cũng có chính xác luôn. Rồi. Nhìn lốp thì anh em biết là xuống áo rồi đúng không? Con đầu đèn nhỏ sẽ bắt luôn nha anh em. Rồi, này giá giờ anh để nhiêu à? Mình để cho bà con chiếc xe này là 21 triệu nha. Dạ, 21 triệu. Máy lại bảo hành cho bà con mình 1 năm nha. Nói chung nó vô rất đầy đủ nha. Đồ tay này kia là hiện trạng là đầu nồi con này có bung mở gì chưa? Con này là hình như nồi là làm rồi nha. Dạ. Nói cho bà con nha. Nồi làm rồi nhưng mình vẫn bảo hành cho bà con là 1 năm. Rồi nha. Nhưng bà con yên tâm mình chạy nha. Đầu nòng rồi là chưa đúng không? Đúng rồi, đầu nòng là chưa. Rồi. Nhưng mà nồi thể làm rồi nha. Okay. Mình báo kỹ cho bà con mình ở xa tỉnh xa để cho nó rõ ràng nha. À, có vô một cặp bánh mâm nữa mới thấy anh em. Nên đúng rồi, vô cặp bánh mâm 5 cây. Đúng rồi, đó bánh mâm anh em thấy không? Quay bên này tí cho nè. Rồi. Ok, qua đây. Anh em coi nè. Bánh mâm 5 cây rõ ràng ha. Rồi. Bỏ lốp là rất chi là mới luôn. Đúng rồi. Giờ còn hang này là hang cọp phải không? Đúng rồi, hai con này thì mình lướt sơ qua thôi. Anh em thấy nè, biển Dĩ An anh chị nha. Cái này tại sao em nói hang cọp anh chị thấy không? Tại vì nó là đúng đẹp nhỏ 5B71 phải không anh? Dạ đúng rồi. Hai càng đầu đầy đủ mà form dáng màu đỏ này rất là đẹp. 2011, đời cuối của ẹt này. Cho nên nói dòng này nó hơi rác cho bà con. Anh em mình có thường chí mà hỏi cái dòng này á thì mình một kèo phải không? Mình bán cho anh em á là anh em một anh em mà tin tưởng á thì mình sẽ ship cho anh em đi tỉnh xa. Còn anh em mà chưa trải nghiệm mua dòng này hay là chưa bao giờ mua dòng này lần đầu á thì anh em mình tới trực tiếp cửa hàng xem xe và mua. Đó, còn anh em mình đã qua sử dụng những dòng xe này rồi á thì mình sẽ ship, mình chấp nhận ship cho anh em mình ở tỉnh xa. Đẹp anh em ha, nhưng con này không ok, con kia có bọc nhưng mà hai con đều đẹp hết. Con này là có số ốc Salaya kiểu nhẹ ở ngoài bẩn thôi. Đúng rồi, những cái dòng xe này là bao ký bao rút cho bà con mình hết ok, đều được sang tay bình thường hết. Dòng rồi, xe trong nhà là xe nào cũng được hết. Muốn ra tên đúng gốc thì anh đúng hỗ trợ chi phí cho bà con thêm ha. Rồi, chắc hàng này đúng không anh? Lên trên phải không? Rồi. Ok, nó lướt về cho anh em coi có những xe nào mà mừng có chờ không. Giờ anh em lên trên, camera sẽ quay cái dàn đầu tiếp và chút em quay biển số cho. Con Vario 150. Con này là màu vàng cát. Con này 150 nha. 60G1 32551. Nói chung mà tổng quan em thấy đẹp á. Còn bà con mua thì phải trải nghiệm, test kỹ hơn nữa, đó là nguyên tắc thôi. Nhưng mà em thì em thấy là nó đẹp. Mua xe mình phải coi kỹ anh em ha. Ở đồ chạy đâu đó có 5107 thì nó sao không đẹp được. Giá mình để nhiêu anh? 36 triệu anh. 36, có bớt không? Này có bớt lọc cho bà con nha. Rồi. Tặng kính, tặng nhớt cái này kia tất cả cho bà con nha. Dạ. Rồi, đó là chiếc 150 đầu tiên ha. Dạ. Cái bên cũng là 150 nhưng mà màu xanh nhám chứ không phải bằng cát nữa. Dàn nhựa đen trên xe là được dán anh em nha. Dàn nhựa đen được dán lại với phong cách giống như là carbon vậy đó. Biển 72G1 66855 số cặp.
bánh mâm thì có phay lại cho nó đẹp, mà bánh mâm riêng luôn. Xe là máy móc là bao riêng cho bà con mình hết nha. Yeah. Rồi. Xe này mình bán cho bà con là 32 triệu nha. 32 triệu. Wow. Đi dàn đèn này cũng xe đã này phải không? 13.000 nha bà con. Dạ. Yeah. Đi dàn đèn. Rồi, ok. Anh nói báo ba mấy chứ? 32 anh. 32 triệu. Đúng rồi. Đi cặp gù của Thác luôn anh em, ở Thác Nam luôn nè. Cặp gù này thì gù càng nặng thì ghi đông tay của mình chạy nó càng đỡ rần, đỡ rung, nó im hơn, không có tay tay anh em. Còn bên đây anh, con này. Con này là cũng là 221 luôn, 150 luôn, 150 nha bà con. Ừ. Nhà mình để nhiêu quá anh? 36 triệu. Rồi. 36 triệu đồng nha anh chị ha. Những cái xe này là ring hết nha bà con. Dạ. Yeah. Tem bọng này, đúng đời này này kia là nói chung là ring ba dòng này, xe này là ring nguyên bản hết luôn nha. Dạ. Yeah. Máy móc là ring hết, xe này đi đúng 14.000 cây nha. Dạ. Yeah. Rồi, 36 triệu đồng anh chị. 36 triệu. Ừ. Biển số là 615K1-52146 nha. Đó, lướt qua cái biển số giúp anh cái đi. Rồi. Qua đây tới AB. AB này là 150 ABS. Nhưng mà cái này là sơn lại nha anh em. Đúng rồi. Tem này là sơn lại mà sơn giả giống như là phong cách phiên bản giới hạn của AB Rin 150 vậy đó, y chang luôn, nhưng mà đây là tem sơn chứ không phải tem Rin. Tem Rin giới hạn thì giá nó cao lắm, mà giờ này cũng ít hàng lắm. Con này mình để nhiêu? 32.500 nha. 150 luôn mà có 32 năm thôi. Đó. Còn là xe này là ABS nha bà con. Máy là Rin hết phải không anh? Đúng là máy là bao Rin cho bà con nha. 150 với 160 là mặc định ABS hết rồi. Đúng rồi. Dạ. Rồi, cái này trả góp cỡ nhiêu đưa trước được ạ? À? Cái này mình cũng từ 5 đến 7 triệu là mình sẽ nhận xe rồi nha bà con. Dạ rồi. Dạ, nói dòng này. Rồi, qua kia SH Mod đi, màu bạc nhám, biển 60C2 58479. Xe này là 2018 nha, bán cho bà con mình là 20 có xử lý cái đó mà như dạ. Chủ bên kia nó xử lý bị sai. Dạ. Cái này là 2018 nha, mình bán cho bà con là 37 triệu 500 nha, 375. Khóa mắt cây luôn nha anh chị ha. Đúng rồi. Có mắt cây thông minh luôn. Máy móc cũng riêng, máy này chắc mình bảo hành 5 thoải mái ha. Đúng rồi, xe này bảo hành 1 năm hết luôn nha. Bảo hành về máy. Bảo hành chạy về máy. Muốn nâng cấp hay xuống đời gì đó thì cứ quay đầu là anh vẫn có ha. Đúng rồi. Rồi, qua đây chiếc này đời cao hơn rồi. Con này là đời 2022 nha bà con. Đời quá cao luôn, đời mới nhất rồi. Đời mới nhất của HMO nè. Đời này đời cao rồi đấy. Cái này có ABS không anh? Cái này là ABS nha. À. ABS quay ABS cho bà con nè. 62B2-31550. Rồi, xe này đi ít lắm nha. Xe này không nhớ nhiều, có mấy ngàn cây. Gì mốt chắc để đâu quá. Này mới tin nè. Xe này như mình không nhớ là 4.000 mấy đến 5.000 gì đây thôi nè. Có đang mà chống trộm anh, đầu mốt để đâu đâu mà chống trộm anh. Đúng rồi. Ừ. Để chống trộm anh em, mình thấy chớp chớp ở đây đón yên rồi y chang. Thôi rụm tí nha anh em, để cho anh tắt rồi. Anh mới báo giá nó nhiêu chứ anh? Con đó là 57 triệu. 57 triệu chẳng luôn không? Không. Cái này là xong hai Long An. 57 triệu. Xin lỗi nha bà con nha, 56 triệu 900 nha. Rồi, 56 triệu 9. Chứ không phải 57 nha. 57 không phải. Rồi, rồi tiếp tục lít 125 đi anh. Con này là 125 đời 2017 nha bà con. 27 biển số là 60C2 nha. 524-35 nha. Rồi. Xe này để cho bà con là 17 triệu 500 nha. 17 triệu 500. Dạ đúng rồi. Rồi ok, 60C2. Tiếp tục chiếc con Vision 2019 nè, chìa khóa xi mắc cay nha. Dạ. Con này là mình để cho bà con là 21 triệu 500 nha. Dạ 21.5. Biển 69L1-16118, khóa thông minh mắc cay. Không biết như thế nào, nhưng mà em thấy cũng còn mới lắm. Odo thì 7076 cây như bà con nhìn tổng quan. Không biết như thế nào nhưng mà ở đâu thấy cũng thấp thấp đó. Rồi. Anh mới báo giá rồi đúng không? 21. Dạ đúng rồi, em mới báo giá con này rồi. Rồi, qua chiếc Future đi anh, biển 68B1-53849. Xe này là 2021 nha. Dạ. Xe này mình bán cho bà con là 24 triệu nha. 24 triệu. Mình sẽ lướt cái biển số qua cho bà con mình nha. Đây. Bà con mình cứ ưng ý một cái xe nào đó biển số thì bà con chụp lại màn hình rồi kết bạn qua Zalo cho em nha. Rồi. Rồi số điện thoại của em là cũng nói là 0379060686 nha bà con. Sau đó bà con anh chị cứ liên hệ về trên chủ nha mọi người ha. Rồi.
anh em mình xuống đây tới chiếc Vario 125 đi anh. Đúng rồi, con này Vario 125. Dạ. Yeah. Nói để anh coi. Biển số là 67D2 nha. An Giang. Dạ. Yeah. 08982 nha bà con. Dạ. Xe này là đời 2021. Vỏ là nguyên ring nha. Vỏ đẹp anh em ấy, còn dày cui đẹp ok luôn. Đúng rồi, xe này đi rất ít nha, xe này đi hình như có 3-4 ngàn cây thôi. Anh kiếm mấy lá vỏ đúng không? Đúng rồi. Rồi, chắc coi chừng nằm bên kia, anh em có cho bên kia. Đây. Đó không? Đâu, xe đây quay luôn kìa. Hàng Giang 67. Đâu anh? Này 220. Đắt giỏ 2010 phải không? Cà bẹp nó sẽ chắc là 221. Dạ. Yeah. Xe này đi đúng 4.000 cây nè. Nhớ cái xe này. Đúng rồi, 4.700 cây nha. Đó mọi người thấy vậy, thấy không? Rồi, ok. Xe nguyên ring nha, chưa mở một con ốc gì ra để làm một xử lý một cái việc gì nha bà con. Dạ. Yeah. Nói chung là ba dòng này là mua sao là để nguyên luôn á. Rồi. Chỉ qua có kia đi. Lái thôi. Con này cũng 125. Đúng rồi. Con này mình để bà con mình là 29.500 nha. Rồi, 295. Còn bên đây cũng 125, biển 60G133124 nè. Con này sao đây? Để anh coi anh báo giá cho. Xe đây là 8.700 nha. Rồi. Xe này mình bán cho bà con là 28.500 nha. Dạ, 285. Vỏ lớp thấy cũng còn dày được, ok mọi người. Rồi. Ok anh chị nha. Qua đây là một chiếc Vision luôn. Vision đó là hồ sơ cầm tay. Yeah. Nhưng bà con mà đời 2020 thôi. Yeah. Nhưng bà con mình cứ xe đi 2.000 cây nha. Yeah. Xe bán cho bà con là 26 triệu nha. 26 triệu đồng anh chị nha. Mẫu cũ nha bà con. Dạ, yeah, 26. Rồi, nói chung là xe đi tính vừa rồi rút qua tính nhập cho vợ đi mà. Con này mới quá mà. Dạ đúng rồi. Thấy xe nó hiếm quá mà mới đời 2020 mà bây giờ mới có 2.000 cây thì nói chung là đẹp quá thiệt hiếm anh chị nha. Đẹp thiệt. Rồi. Mình qua đây tới con Vision biển 60C166507. Con này là đời 2016-2017 vậy nè. Dạ. Wow, con này là 215. Lên dàn áo nha bà con. 25. Lên dàn áo rất đẹp nha. Ừ. Màu xanh này rất đẹp nha. Ok nha, biển số là 60C1 nha. Rồi. 66507 nha. Như anh. Xe này bán cho bà con là 17.500 nha. 17 năm. Dạ. Lên dàn áo bà con nha. Rồi. Còn bên đây anh con màu nhám này. Con này biển số là 69N1-30952 nha bà con. Ok. Xe này chung là cũng xử lý dàn áo lại sơ rồi nha. Máy móc là bao riêng cho bà con, máy móc là bảo hành 1 năm cho bà con mình hết nha. Dạ. Yeah. Xe này bán cho bà con là 16.500 nha. 16.500. Rồi, ok anh. Dưới đây mình còn chiếc nào không? AB phải không? Con AB này 2009 nè. Dạ. Yeah. Con này bán cho bà con là 8.500 nha. AB 2009 bình xăng con không à? Đúng là bình xăng con lên đầu đèn Thái. Đầu đèn Thái nha. 8 triệu rưỡi nha. Rồi. Qua đây đi anh. Còn con này là 2015 nè. Chung là 2015 biển số xe này là 66 F1 nha. 44265 nha bà con. Bán cho bà con xe này là 16.500 nha. 16.500. Xe này rất chi là có cốt rất chi là rộng nha. Rồi, ok. Bây giờ rất thiếu. Còn đây chiếc Future 1 nữa nè. Future 1 nha, máy móc làm rồi nha, máy em nha bà con. Biển số là 37 nha, bán cho bà con là 10 triệu nha. 10 triệu đồng chẵn luôn. Đúng rồi. Rồi, còn bên đây. Xe này là AB 2012 nè, 22, 23 gì á. Biển số là 81 nha, bán cho bà con là 9 triệu rưỡi nha. 9 triệu 500. Đúng rồi, 97 bớt giờ còn 9 triệu luôn nè. Rồi, ok anh. Đây chiếc NBX 125. Xe này biển số thành phố nha. Dạ. Xe này bán cho bà con mình là 16 triệu xả luôn. 16 triệu. Đúng rồi. Nào biết luôn. Nào biết luôn mà xe liền lạc đẹp vậy, bây giờ chỉ còn có 16 triệu chẳng thì khóa mắt cây luôn chứ đâu phải quá thường đâu. Đúng rồi, khóa mắt cây luôn. À. Bán xả ra cái này để nó chặt nhà quá, nó rộng quá, nó bự, nó nặng quá khó dắt. Rồi, ok anh. Coi như là mình cũng quay hết với mấy mẫu xe tại cửa hàng xe máy Đức Phạm rồi đó anh em. Anh chị, cô chú các bạn nào mà thích xe nào hay quan tâm xe nào liên hệ về cho anh Lực nha, số điện thoại em có để trên cửa hàng trên cái màn hình đó. Rồi liên hệ về ảnh tư vấn cho bà con rõ hơn cho. Rồi trước khi mà anh em mình tạm dừng clip thì anh cũng nhắc nhở lại cái địa chỉ nè, trả góp rồi cho tên giấy tờ như thế nào với lại thì, địa chỉ của cửa hàng xe máy Lực Phạm thì 152 đường Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương nha bà con. Rồi trả góp cửa hàng sẽ hỗ trợ cho bà con mình là trả, nếu mà bà con mình trả được 70-80% xe thì bà con mình sẽ trả góp qua tại cửa hàng. Dạ.
Còn mà nếu mà bà con mình muốn trả góp qua ngân hàng á thì trên 20 tuổi nha, không nợ xấu. Dạ. Thì ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bà con mình nha. Rồi, ok. Còn bà con mình muốn gửi xe đi tỉnh này kia thì bà con mình kết bạn Zalo qua cái số em để trong màn hình đó, thì cửa hàng sẽ quay trực tiếp và chụp hình rõ hơn cho bà con mình cho nó yên tâm. Dạ. Dạ. Rồi, ok nha. Đó là những cái thông tin cửa hàng cũng như là mấy xe mà cao cấp như trong nhà hay là phía ngoài, nếu bà con có nhu cầu ra tên rồi là sẽ rút gốc và đúng rồi. Thì bà con mình ví dụ như xe nào bà con muốn mua về sang tên thì cửa hàng sẽ hỗ trợ cho bà con về phần đó. Dạ rồi, đúng okay rồi anh. Nhưng rồi. Mà nói trước luôn, trong thời điểm này nha bà con, cửa hàng sẽ tạm nếu mà rút hồ sơ trong thời gian này sẽ không có kịp xe cho bà con đi test. Không kịp đó chắc chắn. Đúng rồi. Cho nên bà con thông cảm, nếu bà con thiện chí mà mua thì cửa hàng sẽ dời về đầu năm. Dạ. À, coi như giờ cứ mua mình chạy để có biển số chạy Tết rồi qua đúng Tết rồi. Rồi mình đem xe với quá đơn cửa hàng đồ lại rồi. Lại là sẽ cửa hàng sẽ hỗ trợ về phần đó. Rồi. Sao nha. Chứ okay. Bà con mà bây giờ muốn mua bây giờ mà rút gốc liền thì có thể rút được. Nhưng mà có cái nó rút được liền mà có cái sẽ trễ qua thời gian Tết của bà con, đúng sợ rồi. Bà con mình không có xe đi thôi. Dạ. Đó, nếu mà bà con chấp nhận mua mà để rút luôn á thì cửa hàng sẽ làm bình thường. Nhưng mà bà con ví dụ trong cái thời gian Tết mà không có xe đi á thì bà con mình thông cảm. Rồi. Cũng có tỉnh mà mình rút được liền bây giờ, mình cũng có tỉnh hiện tại bây giờ có rất nhiều tỉnh chưa có rút ra được hồ sơ. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Cho nên bà con mình sẽ tìm hiểu kỹ nha. Chứ còn bây giờ mà muốn mà làm liền trong năm này á sẽ có chỗ cửa hàng sẽ làm liền cho bà con, mà có chỗ cửa hàng sẽ không làm được, không kịp. Dạ. Nói chung là cũng tùy tỉnh, tỉnh nào dễ thì rút nhanh thì được, còn tỉnh khó thì không được anh em. Ví dụ như rút hồ sơ bây giờ tầm 40 ngày đến 45 ngày mà còn bà con mình nhập vô nữa thì nó không kịp cái thời gian mình để đi test. Dạ. Đó thì bà con mình cứ thiện chí mà mua thì một á là sẽ alo vào cửa hàng, vì cửa hàng sẽ nhắm vô đó làm kịp trong tan năm này thì sẽ cửa hàng sẽ làm. Dạ. Còn không kịp thì mình sẽ dời qua năm rồi đó. Okay. Nói cho bà con mình hiểu rõ nha, chứ bây giờ thời gian nó cần ngày Tết quá cho nên Tết tay gần Tết nó công an nó nghỉ này kia nữa. Dạ. Cho nên nó không kịp bà con mình, bà con mình nó phiền hàng thông cảm. Rồi. Dạ. Còn nhiều vấn đề này bà con mà cần thắc mắc thì cứ liên hệ trực tiếp với cửa hàng nha. Dạ đúng rồi. Rồi cũng cảm ơn tất cả cô chú anh chị các bạn rất là nhiều để dành thời gian tâm theo dõi video của ngày hôm nay nha. Thôi rồi. Mình cũng chào tất cả bà con đang coi xem live trên Ngô Nguyễn nha. Dạ xin chào chị các bạn.